hôm nay có một cái quy định rất là dã man, ta không được đánh bằng mùi sắc. 300, mình đánh 1k luôn. Hôm nay là buổi đầu tiên tôi câu lua ở hồ Dương Văn Bé. Nãy buổi sáng nay thì đi quay cái hình anh em câu thi, nhưng mà mình không thể kìm được, mình nhìn em lên rất là nhiều cá. Nhận biết đơn hàng. Ô, cá đâu rồi? Ôi giời. Nhận biết đây Vượng. Ôi giời. Con lại chín con nữa. Chín con nữa anh em nhé. Đó, cá con thứ hai nhá. Lóc bông nhá. Thưa rồi anh ơi. Anh may mắn cho nó sướng. Của ông Nhậu Mít gửi ông Toán. Hôm nay mình gỡ được cái tiền này. Mua vé này và còn được lời ra 200.000. Ngon. Vui. Anh. Rất vui hẹn gặp lại anh em trong một dịp khác. Xin chào anh em. Vâng. Anh ạ.